Chiều ngày 25 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, C03 xác định bị cáo Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.